Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành, đơn vị địa phương trong tỉnh cùng 200 đại biểu chính thức. Về phía Trung ương, Hội chữ thập đỏ Việt Nam có đồng chí Hoàng Thị Xuân Lam, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Cùng tham dự đại hội còn có đại diện đoàn đại biểu Hội chữ thập đỏ Hà Nội, Lào Cai, Hải Phòng, Sơn La, Phú Thọ, Hải Dương và Hòa Bình. Với 225 hội cơ sở, trên 58.000 hội viên, 5.277 tình nguyện viên và trên 114.300 thanh thiếu niên chữ thập đỏ, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 6 đề ra. Trong đó, tổng trị giá các hoạt động nhân đạo của hội trong nhiệm kỳ đạt trên 114 tỷ đồng, trợ giúp cho gần 240.000 lượt đối tượng hưởng lợi, tăng 57% trị giá hoạt động so với nhiệm kỳ trước. Các phong trào, các cuộc vận động được thực hiện hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Nổi bật là cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Từ cuộc vận động này, các cấp hội đã vận động cơ quan, doanh nghiệp, mạnh thường quân trợ giúp trên 3.000 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 2,3 tỷ đồng, hưởng ứng phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã vận động tặng trên 72.500 suất quà với tổng trị giá 35,8 tỷ đồng. Phong trào vận động hiến máu tình nguyện đã thu hút gần 37.000 người tham gia, qua đó tiếp nhận được gần 22.800 đơn vị máu. Tại đại hội, các đại biểu đã tham luận làm rõ những kết quả đã đạt được, chỉ ra những khó khăn, hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội và phong trào chữ thập đỏ trong nhiệm kỳ mới 2022-2027. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích mà các cấp hội chữ thập đỏ, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ trong toàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh thêm một số vấn đề để các cấp hội cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Thưa các đồng chí đại biểu, nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đã xác định mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Trong đó, các hoạt động công tác nhân đạo, từ thiện có vai trò và đóng góp quan trọng, góp phần hướng đến cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân. Tôi đánh giá cao và thống nhất với những mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới của Hội chữ thập đỏ của tỉnh đã đề ra trong báo cáo chính trị trình đại hội. Ngoài ra, tôi xin nêu một số vấn đề để đại hội nghiên cứu, thảo luận và thực hiện trong cái nhiệm kỳ tới, cụ thể như sau. Một là tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chỉ thị số 43 ngày 8 tháng 6 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Chỉ thị số 06 ngày 25 tháng 2 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái cùng với các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động chữ thập đỏ, đặc biệt là chú trọng khi hoạt động cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo, sơ cấp cứu ban đầu và tuyên truyền các cái giá trị nhân đạo, phòng ngừa, ứng phó thiên tai, dịch bệnh, hiến máu nhân đạo. Thứ hai là tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của các cấp hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, chuyên nghiệp, hướng mạnh về cơ sở, nắm chắc đối tượng để tổ chức các hoạt động trợ giúp phù hợp, hiệu quả, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của hội. Ba là chú trọng nâng cao năng lực cán bộ hội các cấp và quan tâm phát triển hội viên, nhất là lực lượng tình nguyện viên, cộng tác viên chữ thập đỏ, xây dựng lực lượng nòng cốt trong hoạt động nhân đạo ở cộng đồng, động viên khuyến khích nhân rộng các tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu, các mô hình cách làm hay, hiệu quả và trong công tác từ thiện và nhân đạo. 4 là đẩy mạnh
công tác tuyên truyền các giá trị nhân đạo và tuyên truyền về hoạt động chữ thập đỏ, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng cho công tác nhân đạo, lan tỏa tình yêu thương, ý thức trách nhiệm về cộng đồng trong mỗi con người để vận động, thu hút ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tham gia hoạt động nhân đạo với hình thức đa dạng, khả năng phù hợp. Việc huy động vận động sử dụng các nguồn lực phục vụ cho công tác nhân đạo từ thiện phải đảm bảo đúng theo quy định hiện hành. Năm là việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ, cứu trợ nhân đạo phải đảm bảo phù hợp, kịp thời, đồng bộ, công bằng, minh bạch, hiệu quả, đúng đối tượng, quan tâm tới các đối tượng ở các địa bàn khó khăn, tập trung vào hỗ trợ sinh kế và trợ giúp thiết thực, bền vững. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long cũng đề nghị các cấp, các ngành, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quan tâm coi công tác nhân đạo là một nhiệm vụ quan trọng, từ đó tích cực phối hợp triển khai, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo và công tác chữ thập đỏ trên địa bàn. Đồng thời kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc, chủ động và tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động nhân đạo thiết thực, kịp thời chăm lo trợ giúp đồng bào khó khăn, thiên tai, dịch bệnh, chung tay cùng tỉnh hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần đưa tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Đánh giá cao những kết quả nổi bật mà các cấp hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Hoàng Thị Xuân Lam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã nhấn mạnh. Trong nhiệm kỳ mới, các cấp hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái cần nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác nhân đạo và hoạt động hội chữ thập đỏ để tiếp tục chủ động tham mưu, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong thực hiện tại địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là gương người tốt, việc thiện, xây dựng cộng đồng nhân ái. Trong nghị quyết thì cần xác định nhiệm vụ ưu tiên với mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị, các nhiệm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, những định hướng của cấp ủy, sự định hướng của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong nhiệm kỳ tới, đồng thời cũng phải luôn nhạy bén với những phát triển mới thực tiễn của địa phương để tập trung sự chỉ đạo và nguồn lực thực hiện trong công tác nhân đạo, địa chỉ nhân đạo và đối tượng khó khăn cần trợ giúp nhất. Chú trọng tổng kết và nhân rộng mô hình hay, những điển hình tốt, từ đó khẳng định được những mô hình, phương thức hoạt động đặc sắc riêng có của công tác hội và phong trào hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái. Chủ động sáng tạo và đổi mới phương thức xây dựng vận động phát triển nguồn lực, phấn đấu luôn chủ động về nguồn lực sẵn có cho các hoạt động chữ thập đỏ, đa dạng hóa công tác vận động phát triển nguồn lực, ứng dụng công nghệ, nhất là công nghệ cho hoạt động, sử dụng các phát huy các tiện ích về đề án y nhân đạo, áp thiện nguyện, luôn nâng số dư của quỹ hoạt động chữ thập đỏ, chủ động phối hợp với các cấp ủy, các ngành, các đơn vị doanh nghiệp để thu hút sự ủng hộ tham gia của đông đảo nhân dân, tăng cường củng cố phát triển tình nguyện viên, huy động động viên sự tham gia ngày càng sâu rộng của hội viên, nhất là tình nguyện viên chữ thập đỏ, các tổ nhóm câu lạc bộ thiện nguyện, và cũng coi đây là một cái khâu đột phá để giải quyết những khó khăn trong tình hình là cán bộ chuyên trách thì còn kiêm nhiệm. Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Thị Xuân Lam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tặng lãng hoa tươi thắm, chúc mừng đại hội và 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng tặng cho người nghèo của tỉnh Yên Bái. Đại hội đã suy tôn đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái khóa 7. Trước đó, trong phiên làm việc chiều 23 tháng 6, Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban chấp hành và các chức danh của Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 33 đồng chí. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam gồm 7 đồng chí. Đồng chí Hà Thị Ngoan, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái khóa 6, tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái khóa 7, nhiệm kỳ 2022-2027.
Nhân dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo cho 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo, tặng danh hiệu cán bộ Chữ thập đỏ xuất sắc toàn quốc giai đoạn 2016-2020 cho 2 cá nhân. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái vinh dự được tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. 9 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh giai đoạn 2016-2021 được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.